Tài sản của cô ca sĩ Phi Nhung sẽ do ai thừa hưởng? Thông tin ca sĩ Phi Nhung không qua khỏi do mắc Covid-19 sau hơn một tháng điều trị khiến nhiều người không khỏi xót thương. Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh gửi lời chia buồn tới gia đình của nghệ sĩ thì nhiều khán giả còn dành sự quan tâm cho những người con của Phi Nhung. Nữ ca sĩ từng được biết đến là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhì với Beat với 22 bé. Ngoài ra, Phi Nhung còn có một cô con gái ruột nay đã 29 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là ai sẽ thừa hưởng tài sản của cố ca sĩ? Nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung, khán giả sẽ nghĩ ngay đến giọng ca trữ tình ngọt ngào ra giết của cô. Nổi tiếng cả ở trong nước lẫn hải ngoại, Phi Nhung là một trong những ca sĩ rất đắt show. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong nhiều game show, chương trình ca hát với vai trò giám khảo. Phi Nhung có hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm và có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt. Nổi tiếng nắm chùm dòng nhạc bolero nên Phi Nhung thường xuyên được mời đi diễn ở nhiều sự kiện đám tiệc tại Việt Nam và nước ngoài với mức cát-xê cao chót vót. Theo một số nguồn tin, trong một đám cưới ở Hà Tĩnh, Phi Nhung nhận lời mời biểu diễn với mức thù lao lên đến 10.000 đô. Thậm chí vì quá mến mộ cô, gia chủ không ngần ngại tặng cho giọng ca sinh năm 1972 bức tượng gỗ trị giá 5.000 đô. Trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung thường xuyên khoe ảnh đi du lịch khắp nơi trong nước và thế giới. Cô thường ngồi khoang thương gia của các chuyến bay. Đặc biệt, Phi Nhung chỉ ăn diện rất giản dị hiếm hoi lắm mới thấy nữ ca sĩ lên đổi hiệu sang chảnh. Phi Nhung chưa bao giờ khoe khoang hay phô diễn về những tài sản mình đang sở hữu. Cô có một cuộc sống vô cùng giản dị, tập trung hết tâm trí vào việc nuôi dưỡng các con và làm thiện nguyện. Cô cũng ít khi khoe xe sang, dùng đổi hiệu. Duy nhất một lần người đẹp đã khiến nhiều người trầm trồ khi đăng tải chiếc xế hộp tiền tỷ được con gái ruột là Wendy Phạm tặng nhân dịp sinh nhật vào tháng 5 năm 2019. Phi Nhung xúc động, về tới Mỹ bao nhiêu mệt nhọc đã tan biến vì con gái bất ngờ chuẩn bị món quà dành tặng cho mẹ là một chiếc xe to đùng. Quà sinh nhật kết hợp ngày của mẹ, cảm ơn con vì tất cả. Mặc dù có kinh tế ổn định, nhưng nhà riêng của Phi Nhung ở Mỹ và Việt Nam gây bất ngờ vì không xa hoa, sang chảnh như nhiều nghệ sĩ khác. Cơ ngơi của Phi Nhung và con gái Wendy ở Mỹ có diện tích rộng rãi, tuy nhiên nội thất bên trong lại rất đơn giản theo kiểu nhà truyền thống, tạo cảm giác ấm cúng. Ngoài ra, tại Việt Nam Phi Nhung cũng xây dựng một căn nhà ở Bình Phước, làm nơi nuôi dạy 23 người con nuôi. Trong khoảng thời gian còn sống trên dương thế, Phi Nhung đã nhận nuôi tất cả 23 đứa trẻ mồ côi. Để thuận tiện cho việc nuôi dưỡng, cô bỏ tiền xây dựng một ngôi nhà tại Bình Phước. Cơ ngơi này cũng khá đơn giản. Không chỉ đi hát kiếm tiền, những năm gần đây nữ ca sĩ là một trong những gương mặt thân quen trên sóng chương trình với khán giả. Cô xuất hiện trong vai trò đa dạng như người chơi, cố vấn chương trình, ban giám khảo. Với sức ảnh hưởng khủng trên mạng xã hội cũng như sở hữu lượng fan lớn, đủ mọi lứa tuổi, nên nhiều người cho rằng muốn mời được Phi Nhung, nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Ngoài ra, Phi Nhung thành công trong công việc kinh doanh, cô làm chủ nhiều nhà hàng chay tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù hoạt động trong showbiz lại là một đàn chị có tiếng tăm, nhưng Phi Nhung ăn mặc rất đơn giản. Cô từng chia sẻ: "Tuy là phụ nữ nhưng tôi không có sở thích sắm sửa cho bản thân. Tính tôi khá luộm thuộm, thân hình cũng không đẹp hay sexy để mặc những trang phục hàng hiệu đắt tiền. Vì vậy, tôi chỉ chọn mua những thứ dùng được, giá rẻ và phù hợp với nhu cầu của mình." Trước khi qua đời không lâu, Phi Nhung từng tâm sự trong chương trình chuyện ngại nói về tài sản mình có được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu, đơn giản là tôi đã đầu tư hết vào các con nuôi của mình rồi, nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ 7, 8 đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi. Hôm nọ dựng tôi mất, các con trai nuôi của tôi đều mặc áo hòa thượng tới đám tang để làm lễ thọ giới chỉ tụng Tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng, tự nhủ. Trời ơi, đứa nào cũng to lớn, thì ra tiền của mình trong này hết rồi. Tôi nghĩ những đồng tiền mình làm ra đều bỏ cho các con nuôi và thành quả nhận được bây giờ là xứng đáng. Nói về việc phân chia tài sản cho con ruột và 23 con nuôi, Phi Nhung thành thật. Tôi đâu có tài sản gì. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa nghĩ phải để lại tài sản cho con mình. Tôi chỉ để lại cho con trí thức. Khi tôi làm có tiền là tập trung cho các con học hết khi các con ra trường có thể tự đi làm kiếm sống, chứ tôi không nghĩ sẽ để lại tiền cho chúng. Một mình tôi đi làm thì không có nhiều tiền, toàn bộ tập trung cho các con đi học. Tôi nghĩ, ông trời đã cho mình những đứa con ngoan thì không nên đòi hỏi có thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa. Có lẽ kiếp sau, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Đừng hỏi tôi về tài sản, tôi chỉ giàu lòng nhân ái thôi. Trong việc nuôi dạy các con, Phi Nhung cũng không có bất cứ sự phân biệt nào giữa con nuôi và con đẻ. Nữ ca sĩ từng tâm sự, cô dạy con gái ruột mình thế nào thì dạy các con nuôi cũng giống như vậy. Cô nói, giống như Wendy, tôi dạy tất cả các con nuôi theo cách riêng của tôi, phải tự lập, chỉn chu, thuần việt. Ra ngoài tôi có thể không bằng ai vì còn nhiều người mẹ giỏi hơn tôi, nhưng tôi đã lo hết cho các con trong vòng tay mình rồi. Trước đây khi được hỏi, giữa con ruột và con nuôi sau này chỉ có phân định tài sản khi để lại không? Nữ ca sĩ chia sẻ, tôi không có tài sản để lại trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi, tôi chỉ để tri thức cho con mình, tôi làm ra tiền cho các con đi học, khi các con ra trường các con tự đi làm kiếm sống. câu trả lời của phi nhung khiến ai nấy cũng phải xúc động, vì chỉ khi các con có tri thức thì dù ở đâu hay không có phi nhung bên cạnh thì các con cũng có thể tự mình bươn trải kiếm sống. mặc dù thường xuyên nói lời yêu thương và kể cận chăm sóc con nuôi nhưng phi nhung từng khiến con gái ruột tủi thân vì bị mẹ không thừa nhận trên sân khấu trong một buổi giao lưu cùng khán giả vào năm 2017, Wendy con gái ruột của Phi Nhung hiện đang sống ở Mỹ thổ lộ. Năm tôi mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ. Có lần mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô đang chăm sóc cho các em, tôi hiểu và không còn buồn nữa. Tôi còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc tốt. Nói về lý do giấu kín bưng con gái suốt gần 20 năm, Phi Nhung từng chia sẻ. Bao năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn vì lời hứa với con. Con nói con muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng hôm nay mẹ tự hào muốn khoe với khán giả về cô thủ khoa của mẹ. Thông tin ca sĩ Phi Nhung không qua khỏi sau thời gian chống chọi với Covid-19 đã khiến đồng nghiệp, khán giả yêu mến cô hàng mấy chục năm qua đều không khỏi xót xa thương tiếc. Khi cô rời xa cõi tạm, số phận 23 đứa trẻ cô từng nhận làm con nuôi sẽ ra sao đã thu hút sự quan tâm lớn của những người thương mến theo dõi Phi Nhung. Hay tin Phi Nhung không qua khỏi, ngay trong tối 28 tháng 9, tỷ phú Hoàng Kiều, một tỷ phú gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, đã gửi lời tiễn biệt đến ca sĩ Phi Nhung và thông báo sẽ nhận trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng 23 người con nuôi của cô ca sĩ. Trên Facebook cá nhân, tỷ phú Hoàng Kiều viết: "Thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung, nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng." Vô cùng thương tiếc, Phi Nhung đã ra đi để lại 23 con nuôi mồ côi. Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người. Lời hứa chắc nịch của tỷ phú Hoàng Kiều rằng sẽ thay mặt nữ ca sĩ quá cố để nuôi nấng các bé nên người khiến nhiều khán giả xúc động. Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng đã đồng loạt gửi lời cảm ơn đến tỷ phú Hoàng Kiều vì đã ra tay giúp đỡ để cố ca sĩ Phi Nhung phần nào được ăn nghỉ nơi chín suối. Với khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú 74 tuổi rất tích cực làm từ thiện. Năm 2015, trong một sự kiện đầu giá rượu vang Ocean Napa Valley, ông đã lập kỷ lục khi đóng góp 1 triệu đô. Trước đó từ năm 2006, tỷ phú hoàng kiều cũng thường xuyên quay lại Việt Nam, kết hợp với hội chữ thập đỏ để xây 5.000 căn nhà tại đây. Và giờ đây, khi hay tin phi nhung qua đời, ông hứa sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng 23 người con nuôi của cố ca sĩ thành người.